Lục ca ca, thất thất sai rồi, huynh đại nhân đừng trách tiểu nhân. Muội không cần xin lỗi, làm phiền thất thất đã lo lắng cho hôn sự của Lục ca ca. Lục ca ca thật sự rất cảm động. Ca ca, huynh có phải bởi vì tỷ tỷ đó mới 13 tuổi mới tức giận? Muội thật sự không biết, huynh không còn thích người nhỏ tuổi hơn mình, thất thất biết sai rồi. Muội Lục ca ca, huynh làm sao thế? Có phải bị mình chọc tức rồi không? Huynh ấy Lục mà khu huynh cút xa ra. Huynh ấy làm sao thế? Chẳng lẽ là bị mình chọc tức đến biến dạng rồi? Mà quay lại đi, không được phép nhìn ta. Vâng. Trên gương mặt của huynh đột nhiên xuất hiện những đường kinh mạch là thế nào? Chẳng lẽ có liên quan đến việc bệnh lạ mỗi tháng ngày 15 không được xuất hiện? Không đúng, hôm nay không phải là ngày 15. Chẳng lẽ bệnh của huynh ấy cần cái xúc tác gì? Thuốc, thuốc đâu? Lộc ca, huynh ổn chứ? Có cần muội giúp gì không? Lộc ca ca, nguy rồi, huynh ấy không phải chết chứ? Huynh không sao chứ? Nguy rồi, hình như không thở nữa, người lạnh ngắt rồi. Và xe cấp cứu, không phải, người đâu, mau đến đây. Người đâu, mau. Sao chết cùng vậy? Đừng gọi. Huynh, không sao chứ? Không sao. Không ngờ rằng chất độc này hôm nay là các phát tác. E rằng phải tăng lượng thuốc mới có thể khống chế lại được. Không còn nữa rồi. Bây giờ đầu này nhìn thấy rồi, chỉ nói nhập khẩu hay là... Lục ca, tay huynh lạnh như vậy, có phải bị bệnh không? Có đau không? Muội không sợ sao? Sợ, đương nhiên sợ. Huynh là đồng minh duy nhất trong cung của muội. Muội sợ huynh bệnh, huynh chết. Càng sợ hơn muội lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn trên thảm băng mỏng. Muội, huynh sợ ta bị bảo vệ bí mật mà giết muội sao? Hai chúng ta mỗi người đều có bí mật, hai người cùng song hành sẽ thoải mái hơn một người, không phải sao? Giữ kín như bưng, hiểu chưa? Nếu như muội dám nói ra một câu nào, ta lập tức lấy mạng của muội. Dạ hiểu. Hay, may mà mình phản nhanh, đã nói rung động đã nói kịp. Nếu không, dự đoán bây giờ đã bị thiêu rụi rồi. Muội làm bằng gì thế? Muội nói Thác Thác nhất định sẽ giữ bí mật, đập ca ca nhớ chú ý sức khỏe. Chống thôi, chống thôi. Thác Thác, có nghe qua cầu nói, chỉ có người chết mới giữ được bí mật không? Nói cả ngày gọi là muốn lấy mạng nhỏ của mình sao? Nhưng ca ca lần này muốn tin Thác Thác một lần, muội đừng để ca ca thất vọng đấy nhé. Vâng, muội dùng tất cả đồ già phần đời lại của đảm bảo. Được, cái này rất nghiêm trọng, khoan. Đừng dọa muội nữa, muội sống không dễ dàng gì đâu. Vào trong đi. Sau này cách xa ông ta một chút. Ai, cô hình thuốc, tại sao? Ta không thích. Đúng là bá đạo, trẻ con thật có đại tất cả đều vậy sao? Công chúa Điện Hạ, sao người lại mang nhiều tranh về vậy? À, nữ nhân trong bức tranh này đẹp quá. Đẹp chứ, đây là người do ta chọn lựa tỉ mỉ cho phụ hoàng, từ chỗ của hoành thúc. Lựa chọn tỉ mỉ cho chẳng cái gì? Phụ hoàng, sao người đến đây lúc này? Ừ, muốn đến xem thử hôm nay con ở chỗ của hoành thúc đã làm những gì. Về phụ hoàng xem thử đi. Bức tranh này là để bảo con mang về sao? Không phải, là do Thác Thác chọn cho phụ hoàng, đẹp hơn nhiều so với cổ hoàng thuốc. Con đã chọn cho ta và để mỗi người một sách, tại sao? Phụ hoàng ở trong cung, con cái rất ít, huống hồ là tinh thần không được bình thường. Và các vị hoàng huynh, hoàng tỷ đều lớn hơn Thác Thác rất nhiều, có sự khác biệt, vì vậy Thác Thác muốn có đệ đệ. Lúc cổ hoàng thuốc chọn đã dạy cho con rất nhiều kinh nghiệm, nói mông to rất dễ sinh, mặt nhỏ thì không giúp gì được cho phu quân. Đây chính là những thứ để dạy con. Giả hàng chết tiệt, có một ngày mà đã dám dạy bảo bối của chậm như thế rồi. Giả hàng, chậm tuyệt đối sẽ không để người thắng, cứ chờ mà xem. Phụ hoàng không thích à? Thất thất làm rất tốt, phụ hoàng rất xúc cảm động. Sau này đừng làm nữa, phụ hoàng sẽ xem sao. Đây là việc thất thất nên làm. Bệ hạ, bệ phía của quân gia có nên tìm cái mới hay là... Tìm, tại sao không tìm? Tìm lại cho chậm. Đúng rồi, thì nhiều người có mặt tròn, không to, để cho để. Vâng.
Sao mấy người phải chưa ngủ, đi giả bờ nữa? Sao về đến đây? Để xem thử sức khỏe của ngài thế nào. Hôm nay không bị lộ chứ? Việc của ngài hôm nay là do ngươi làm. Sau này cứ xa nhà đó ra một chút. Dù gì nếu là tạo là mà đã xin tình cảm sẽ không hay đâu. Bản thân ta tao biết chừng mực. Ha, biết chừng mực. Một tên tiểu tử lờ mờ như ngươi thì biết chừng mực gì chứ? Chẳng qua cũng là ngươi không nhẫn tâm ra tay với cô ta. Ta nhắc, ta thấy là ngươi đã thích tiểu nhà đầu đó rồi. Ngươi không được động vào cô ấy. Ngươi đừng vui quá mà quên đường về. Quên mất bản thân mình đang ở đâu. Cho dù ta không động vào cô ta, ngươi có thể bảo vệ cô ta đến lúc nào. Cầm lấy. Mãi mãi đừng quên ngươi lại. Ta sẽ đến năm mới, trên dưới hoàng cung đều rất náo nhiệt. Buổi sáng, người thư phòng. Bệ hạ, sắp đến năm mới rồi. Danh sách quà tặng năm nay người xem. Nổi tiếng thôi. Vâng. Và các năm mới cũng không đưa cho nào bộ cuộc sắp xếp. Còn về các công chúa, hoàng tử, để bọn chúng đến khố phòng tự chọn quà mình thích là được. Thất thất. Quà của thất thất, chẳng sẽ đích thân chuẩn bị. Vâng, nô tài đã hiểu, nô tài đi sắp xếp. Sẽ xong chưa? Xem, xong rồi. Chẳng hỏi con, trong cuốn Tàu Huệ Luận Chiến, Phu Chiến, Dũng Khí Giả có nghĩa là gì? Chiến đấu cùng phu tử là cần có dũng khí rất lớn. May mà mình có nghiên cứu luận văn, cái này không thể làm khó mình. Thằng chết thưa bất kỳ, ách cũ ăn túc tự trong hồ môn miến có nghĩa là gì? Uống chết ta không sợ, một ly rượu làm sao đủ chứ? Được, được, thể thích của ta thấp, rất khác với mọi người. Con đi chơi đi, để phụ hoàng yên tĩnh một chút. Vâng, con khéo lui. Quả nhiên phải dựa vào sự hiểu biết văn hóa sâu xa của mình. Tam tỷ, ta vẫn vậy muốn gặp phụ hoàng như cái mũi. Đúng lúc gặp mũi cho ta mượn đại bạch dùng nhé. Đại bạch. Mũi không biết hôm nay ta sẽ cùng đi chơi gặp bà tám trẻ con ở dưới ta. Thì không có thiết người khác là đối phương mà lớn rồi. Còn có ai dám mất hết tiền đấy chứ. Ai à, dù gì nói vài câu mỗi không hiểu hết được. Bây giờ chúng ta dẫn Đại Bạch ra ngoài đi báo thù cho ta. Đường ngoài phố. Nói đi, là việc gì? Ta nói cho mỗi biết, hôm nay ta sẽ cùng ở hẻm này đã mua một con báo túi đầu đỏ. Ta nói cho mỗi biết, hôm nay ta sẽ cùng ở hẻm này đã mua một bao túi đầu đỏ. Kết quả bị một đám trẻ con giành lấy cắn bắt. Bị giành lấy trước mặt mọi người, ta không cần thể diện sao? Sau đó ta đuổi theo, kết quả bị đánh con đó thả chó cắn ta. Lần này ta thả nhất là chó. Nếu không phải bọn cung chúa hôm nay mặc đồng phục ra ngoài không dẫn theo kỳ trùng thì bọn chúng sẽ không sống sót đâu. Được rồi, thì bất dặn đi, chúng ta đi đánh bọn họ. Cái này, mùi cầm lấy phòng thân. Nếu bọn nhóc đó dám đánh mùi thì mùi cứ xông lên đánh chúng. Đánh chết thì tính là ta làm. Ý lấy đâu ra vậy, từ lúc nào vậy? Hành động cẩn thận, đàm phán trước sau đó mới đánh nhau. Mình bất động, mình bất động. Anh nhấp chồng đầu đỏ, ta mau qua đây. Hôm nay ta nhất định phải cho các ngươi biết tay. Đại bạch, xông lên với ta. Dám chạm khí với ta, cho là đại lão đại các ngươi ra đây. Không ngờ rằng ngươi dám đến đây. Lúc nãy bị hù chưa sợ sao? Hình như là giọng nói của trẻ con. Bổn công chúa là người lớn, có lòng rộng lượng. Chỉ cần các ngươi xin lỗi ta, thì ta sẽ tha, không truy cứu nữa. Nếu không thì có tin chỉ cần một câu nói của bổn công chúa thì có thể khiến các ngươi giam vào đại lao. Ai ô, bọn ta sợ quá. Nếu cô là công chúa, ta là hoàng tử chắc. Công chúa sẽ ăn bánh bao ven đường sao? Nói dối cũng không biết ngượng miệng. Thế mạnh ít yếu, đây không phải là hành động của hoàng tử. Các ngươi cướp đồ của tỷ ấy, còn muốn ra ta hại người khác sao? Trời ơi, cái giá nhỏ chui ra ở đâu vậy? Thôi nớt quá. Một đứa ngốc kết hợp với một đứa yếu đuối, lêu lêu. Đàm phán đã, đàm phán rồi, chúng ta đánh chúng đi. Đoàn ca. Đoàn ca, huynh, không sao chứ? Mũi, mũi đánh hắn là cái gì? Hắn không nói gì, người trộm đậu của không phải hắn. Đánh giặc trước tiên phải đắc vua. Người là đứa trẻ lớn, nên hiểu biết một chút mới đúng. Cái người đầu tiên là trộm đậu của tỷ ta, không biết hối cải, còn thả cho cắn người. Việc này là không đúng. Vậy, cô muốn thế nào? Đoàn thời lăng. Xin lỗi, đậu có thể không đền, nhưng nhất định phải xin lỗi tỷ ta. Chỉ bằng thôi đi, mùi đã đánh hắn ra nông nổi như vậy. Có thể xin lỗi, nhưng
Tao có thể bảo bọn họ xin lỗi, nhưng lúc nãy cô làm đầu tao bị thương. Cô lần này tính thế nào? Tao biết ngay tên đội tuyển này sẽ không dễ dàng thỏa hiệp mà. Chỉ bằng để Đa Bạch lên đi. Cuối năm rồi, lỡ như làm lớn chuyện, không thể giao phó với bộ hoàng. Chỉ bằng chúng ta 1-2-3 chạy. Chỉ bằng, ngươi cũng đánh ta một cái, chúng ta coi như hòa. Sau đó ngươi xin lỗi thì tỷ ta, thế nào? Nếu như ta đánh cô, mới đẩy mạnh hết yếu. Xin lỗi. Xin lỗi, bọn ta sai rồi. Lời xin lỗi này nghiêm túc vậy sao? Vừa nhìn đã biết người có kinh nghiệm trong phú rồi. Nhưng đầu đang hết rồi, e rằng không thể trả lại cho các ngươi. Cho dù ngươi lấy trả lại ta, ngươi cho rằng ta còn có thể dùng sao? Ta xem ra rất giống kẻ thiếu tiền. Làm ăn xin thì nên ra vẻ ăn xin. Nếu còn tái phạm, ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Tại sao được có ăn cắp đồ của người khác nữa? À, là năng lượng, đoạn ca là tiền đấy. Các người đoạn ca, bọn đệ có tiền rồi, có phải có thể được đi khám bệnh cho muội muội rồi không? Ừ, cái muội được cứu rồi, được cứu rồi. Chỉ là một ít tiền, tại sao bọn họ lại vui như thế? Cho dù là nơi gần với mặt trời cũng sẽ có những góc tối, thì ra là thứ bọn họ cần chỉ là cứu sống muội muội của mình mà thôi. Gia đa cũng rất đáng thương. Các người nếu đã thiếu tiền, tại sao không đến kinh thành từ ấu đường chuyên thu nhận trẻ con này cho nhỡ chứ? Cô nói cái gì? Tại sao cô biết từ ấu đường? Các người có cục lại. Bọn ta lại. Lúc trước bọn công chúa không phải nói với các người rồi hay sao? Đừng có khoe khoang lệnh bại, không hay đâu. Và nước hoàng to quá. Nếu đã như vậy thì ta càng không thể thả các người đi. Nguy rồi. Các người muốn làm cái gì? Bộ công chúa có lòng tốt tha cho các người một mạng. Các người tội rằng được bỏ lực tiền đầu tiên. Người của chị đều định đều đáng chết. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nguy rồi, chúng ta hình như bị bắt rồi. Trẻ nhỏ, bọn trẻ này dám hãm hại mình. Còn ca, tôi không muốn uống nữa. Khoan, uống hết thuốc mới khỏi bệnh được. Cô làm muộn thuốc, quên đều nói như vậy. Cô tỉnh rồi. Ngươi, cuối cùng có làm cái gì? Đỡ rồi chứ. Không. Không nói. Người giam bắt con gái hoàng thất, ai biết được ngươi có bỏ thuốc độc hay không? Thì công chúa cao ý như vậy, chắc chắn là khinh thường đoạn của ta. Chúng ta vừa xin không đến, ngay cả bánh bao cũng là so à. Cái gì? Đó, đúng rồi. Đại bạch của ta ở đâu? Người nhóc đó ở đâu rồi? Đại bạch của cô không sao, chỉ cần cô nghe lời, nó sẽ rất tốt. Người bắt cóc ta và hoàng thị chính là Rằng Tiện. Người thao bọn ta và đại bạch ra, ta có thể bảo phụ hoàng ta. Cầm miệng. Chị công chúa, thằng vàng lá ngọc, ngay từ khi sinh ra đã cao quý. Hôn chúng ta rồi, không phải xong. Phải sao? Ta không có ý này. Đi, hôm nay cô phải ra đường xin cơm với ta. Nếu cô dám cầu xin cứu mạng, thì tỷ và đại bạch của cô không ai có thể sống sót.